À, chúng ta đã xong cái phần ngữ pháp ạ. Sai lỗi ngữ pháp có 7 lỗi sai: thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ, thiếu chủ lẫn vị, thiếu vế câu trong câu ghép, thừa từ nói và sai về trật tự. Và các thầy cô nhìn cho con cái phần bài tập. Phần bài tập con gửi cho thầy cô nằm ở trong gần những trang đầu tiên. Cái phần tài liệu con cũng có một bộ giống như của các thầy cô vậy. Trang thứ 7. Các thầy cô đừng đếm trang thôi. Dạ đếm tờ thôi. Dạ. Bây giờ dạ đếm tờ thôi ạ. Dạ đến cái phần bài tập về câu dấu câu. Dạ. Thầy cô sẽ đi làm cho con bắt đầu từ bài 1, câu 1. Phần dấu câu các thầy cô không cần phải xem. À, nếu có coi các thầy cô chỉ tham khảo thôi. Phần bài tập 1 các thầy cô tham khảo. Các thầy cô sang cho con cái phần câu. Bài tập 1: phát hiện lỗi trong các câu sau và sửa lại cho đúng. Khi đi thi các thầy cô chú ý nó có hai vế: phát hiện lỗi hoặc là cho biết lỗi. Thì ở đây các thầy cô phải nói được lỗi là gì. Khi đọc một câu, ví dụ câu đầu tiên: qua truyện cổ tích Tám Cám đã giúp ta hiểu được sâu sắc cuộc sống tủi nhục của người con gái mồ côi. Thì ở đây, câu đầu tiên ở đây các thầy cô sẽ nói lỗi trước khi các thầy cô sửa. Dạ, câu này lỗi gì ạ? Dạ, câu này là câu sai ngữ pháp. Và nó là thiếu chủ ngữ. Thầy cô chỉ cần viết tắt như vậy. Và ở dưới các thầy cô bắt đầu sửa. Sửa, nếu như ở đây câu này chỉ cần bỏ từ qua thì các thầy cô ghi bỏ qua. Dạ là xong ạ, không cần viết bất kỳ thứ gì cả. Đó, câu đầu tiên. Dạ. Vậy bỏ từ qua thì câu này sẽ là một câu trọn vẹn. Dạ. Truyền cổ tích Tấm Cám đã giúp ta hiểu được sâu sắc về cuộc sống tủi nhục của người con gái mồ côi. Ở đó là xong ở cái phần câu thứ nhất. Câu thứ hai, thầy cô xem cái lỗi là lỗi gì. Trước sự áp đảo liên tiếp của các cầu thủ Brazil mà các đường bóng phối hợp nhỏ bật tường khiến các cầu thủ Thụy Điển chống lại rất khó khăn. Vậy câu này thiếu gì ạ? Bây giờ 7 lỗi đó các thầy cô phải sàng. Thiếu gì ạ? Trước sự áp đảo liên tiếp như thế khiến các thiếu gì vậy? Thiếu gì ạ? Chủ ngữ đâu ạ? Vị ngữ đâu ạ? Vị ngữ là khiến các cầu thủ Thụy Điển chống lại rất khó khăn, nghĩa là thông tin này đã trọn vẹn nhưng chủ thể hoạt động của thông tin này là thiếu. Bởi vì từ trước này làm cho nguyên cái yếu tố này biến thành trạng ngữ. Nên câu này cũng là câu sai ngữ pháp, thiếu chủ ngữ. Chỉ cần bỏ từ trước đi. Bỏ từ trước đi. Thì sự áp đảo liên tiếp của các cầu thủ Brazil bằng các đường bóng phối hợp nhỏ bật tường khiến các cầu thủ Thụy Điển chống lại rất khó khăn là câu trọn vẹn. Câu thứ ba: hình ảnh người nông dân lao động rất nặng nhọc dưới nắng hè oi ả. Câu này thiếu gì ạ? Đừng nói bỏ trước ạ. Hãy xác định lỗi trước ạ. Thiếu gì ạ? Hình ảnh người nông dân lao động rất nặng nhọc dưới nắng hè oi ả. Thiếu vị ngữ à, có một câu giống như vậy, hình ảnh gì đó ha, người dũng sĩ mặc áo giáp sắt vân vân. Nguyên cái phần hình ảnh này nó sẽ làm cho nguyên cái vế phía sau là một cái cụm danh từ. Cho nên nó không phải, nó là phần chủ ngữ thôi, chứ nó không phải là một cái đâu động từ hay là một cái đối tượng hoạt động phía sau rõ ràng. Nhiệm vụ của thầy cô rất đơn giản, một là bỏ từ hình ảnh đi, hai là phải thêm một yếu tố vị ngữ khác vào. Hình ảnh người nông dân lao động rất nặng nhọc dưới nắng hè oi ả, dù như thật cảm động hay gì đó. Thầy cô có thể thêm bất kỳ yếu tố nào, vị ngữ khác vào, bởi câu này câu thiếu vị ngữ. Câu thứ tư:
hạnh phúc vậy, điều mà bao đời nay con người chúng ta hằng mơ ước. Cấu trúc này rất quen thuộc. Có một đối tượng và thành phần phía sau là thành phần gì ạ? Chú thích hay giải thích ngữ? Vị ngữ đâu ạ? Chưa có. Đây là một cấu trúc điển hình của câu thiếu vị ngữ. Nhiệm vụ rất đơn giản, các thầy cô thay dấu phẩy bằng là xong. Hoặc là các thầy cô sẽ thêm cái vế vào. Nhưng mà trước khi thêm, các thầy cô phải đặt một dấu phẩy nữa đằng phía sau hằng mơ ước. Bởi vì đây là một thành phần chú thích ngữ, lúc nào nó cũng là thành phần biệt lập. Nó sẽ nằm giữa hai dấu phẩy. Vậy hạnh phúc phẩy, điều mà bao đời nay con người chúng ta hằng mơ ước phẩy. Ví dụ như thật khó nắm bắt hay là thật khó kiếm tìm, là tùy các thầy cô. Đó là phần thêm, cách thứ hai. Các thầy cô sửa lỗi câu này. Câu thứ năm ạ. Biết rõ nhược điểm của mình khi nói chuyện phẩy lúc viết văn. Đó là gì? Không đủ từ để diễn đạt ý khi nói. Văn chương vụng về thô thiển khi viết. Thiếu gì ạ? Có chủ thể hoạt động chưa? Chưa. Có hoạt động chưa? Cũng chưa luôn. Bởi vì tất cả bước vào, tất cả là yếu tố trạng ngữ giải thích không. Biết rõ nhược điểm của mình khi nói chuyện lúc viết văn, đó là gì? Đó là không đủ từ để diễn đạt ý khi nói và văn chương vụng về thô thiển khi viết. Cái thành phần gạch đó là thành phần chú thích ngữ. Bởi vì nó nằm cuối câu cho nên nó không cần phải thêm một dấu gạch nữa. Nhưng biết rõ nhược điểm của mình khi nói chuyện lúc viết văn là một thành phần trạng ngữ. Và trạng ngữ này tiếp nối bằng một thành phần chú thích ngữ. Cho nên dạ, thiếu CV luôn ạ. Thiếu nòng cốt luôn. Ai đó như thế nào? Chưa hề có. Ví dụ tôi luôn cố gắng hay là gì đó ha. Các thầy cô cứ thêm cái ý của thầy cô vào. Nhưng trước khi thêm, các thầy cô phải thêm một dấu gạch nói nữa. Bởi vì tách bạch giữa hai yếu tố chú thích ngữ. Biết rõ nhược điểm của mình khi nói chuyện phẩy lúc viết văn, gạch nói, không đủ gì đó vân vân, thô thiển khi viết, gạch nói. Tôi luôn cố gắng. Nó phải nằm, chú thích ngữ này nó phải nằm giữa hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc hai dấu gạch nói. Đó là thành phần biệt lập. Còn nếu như các thầy cô muốn sử dụng dấu phẩy ở chỗ này cũng được. Bởi vì coi như là các thầy cô đã lược bớt một thành phần. Đó là gì? Biết rõ nhược điểm của mình khi nói chuyện lúc viết văn. Cái thành phần không đủ từ ngữ diễn đạt văn chương khi nói, các thầy cô có thể thay bằng dấu ngoặc đơn luôn cũng được. Hoặc có thể thay bằng dấu phẩy luôn cũng được. Và yếu tố phía sau này, các thầy cô có thể gạch nói tiếp hoặc dấu phẩy luôn cũng được. Thành phần này rất đơn giản ha. Chúng ta có thể linh hoạt để sử dụng các dấu ở các yếu tố phía trước của nó là trạng ngữ và chú thích ngữ. Câu số 6 ạ. Bước vào giai đoạn mới phẩy, giai đoạn hiện đại hóa và công nghiệp hóa phẩy, với những thành tựu đã đạt được trong những năm trước đó. Dạ, CV luôn ạ. Chưa hề có CV. Vậy ai đó như thế nào? Chưa hề có. Và nhiệm vụ của thầy cô với thêm CV vào. CV vào làm sao cho nó khớp với cái nội dung thông tin. Câu số 7 ạ. Việc nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triển khai xong các nội dung thực hiện quy chế công khai. Hãy câu này thiếu cái gì ạ? Việc nhiều trường, vậy thấy chữ việc là biết nguyên cụm này một cụm danh từ. Và cụm danh từ này là nó giữ chức vụ chủ ngữ trong câu. Việc nhiều trường đại học thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triển khai không có vấn đề nguyên yếu tố này mới xong một thành phần chủ ngữ. Ví dụ khiến nhiều người vui mừng hay gì đó ha? Thành phần vị ngữ thiếu mất. Câu số 8 ạ. Ngay từ những đầu ngày đầu tháng 4, ban tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2007 của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu gì ạ? Dạ, thiếu vào ngay vào những ngày đầu tháng 4 ban tổ chức chính chiến dịch vân vân. Dạ, thiếu vị ngữ thôi ạ. Có chủ thể hoạt động rồi ạ.
Vậy ban tổ chức chính nguyện chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2007 của Thành đoàn Hồ Chí Minh, ví dụ đã triển khai xong chương trình hoạt động hay là cái gì đó à, chúng ta thêm vị ngữ vào, bởi vì câu này có thiếu vị ngữ. Câu số 10 ạ, giống như câu hồi nãy ạ, chúng ta bỏ qua, cũng là thiếu CV ạ, thêm CV vào. Câu 11 ạ, khi bàn về tinh thần đấu tranh vô cùng dũng cảm của phụ nữ ta ở miền Nam trong công cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Câu này thiếu gì ạ? Dạ, CV luôn ạ. Ai đó như thế nào thì chưa có. Ví dụ như người dân miền Nam luôn tự hào hay là như thế nào đó thì cô cứ thêm vào ạ. Câu số 12, cái này cô bỏ qua bởi vì nó là rơi vào lỗi của ngữ nghĩa. Câu số 13, dạ, câu số 13 là một câu kinh điển của lỗi gì ạ? Qua đoạn thơ của Xuân Diệu đã bộc lộ. Dạ, đây là một câu kinh điển, các thầy cô bắt buộc phải nhìn nhận được cấu trúc đó, nếu không các thầy cô sẽ không có gỡ điểm được, bởi vì trong cái phần lỗi các thầy cô sẽ ít nhất hai câu về phần thiếu chủ ngữ, nên các thầy cô hãy nhìn cái cấu trúc này cho kỹ ạ. Câu số 14 ạ, qua nửa năm khảo sát bằng những chứng cứ khoa học của Hiệp hội Khoa học Môi trường đã công bố Nam Căn là vùng rừng ngập mặn lớn nhất nước ta. Có hoạt động chưa ạ? Có hoạt động rồi ạ, đã công bố rồi ạ. Vậy thiếu cái gì ạ? Qua nửa năm khảo sát đó trạng ngữ bằng những chứng cứ khoa học của Hiệp hội Khoa học Môi trường là thành phần trạng ngữ đã công bố là chúng ta có vị ngữ. Phải thiếu gì ạ? Chủ ngữ. Chủ ngữ. Vậy rất đơn giản, qua nửa năm khảo sát những chứng cứ khoa học của Hiệp hội Khoa học Môi trường đã công bố. Bỏ từ bằng thứ ở đằng sau ạ, bằng, bỏ đi, bỏ từ bằng thì những chứng cứ khoa học nó biến thành chủ ngữ ngay ạ. Câu 15 là câu cấu trúc quá quen thuộc ạ. 16 cũng giống như vậy, các thầy cô chỉ có việc là thêm từ là vào. Nếu thêm là trong dấu phẩy đầu tiên, Quảng Trị là nơi dừng chân vân vân thì khỏi bàn cãi. Nếu như các thầy cô thích thêm từ và là vào thứ hai thì sao? Thì thầy cô sẽ không bỏ từ dấu phẩy thứ hai đâu ạ. Sẽ thêm tiếp vào từ là nếu như là ở thêm ở vị trí thứ hai. Bởi vì đó là chú thích ngữ cho nên nó sẽ đặt chính giữa hai dấu phẩy, cho nên các thầy cô thêm từ là nhưng không bỏ dấu phẩy. Dạ, con đọc lại. Quảng Trị là nơi dừng chân, vân vân, đến hết. Bỏ dấu phẩy đầu tiên thay bằng từ là. Hoặc Quảng Trị phẩy nơi dừng chân đầu tiên của triều đình nhà Nguyễn trên hành trình về phương Nam, phẩy là nơi. Dạ, là. Là thứ hai các thầy cô không cần bỏ thứ gì cả. Là nơi xảy ra mùa hè 72 rực lửa. Dạ, ở đây cô có hiểu không ạ? Một phần phần chú thích nó phải bắt buộc nó phải nằm ở giữa hai dấu phẩy. Số 16. Câu số 16 thì câu này có một thành phần chú thích cho nên bắt buộc phải thêm cái yếu tố đó thôi. Nguyễn Viết Xuân là người anh hùng liệt sĩ nổi tiếng với câu nói còn vang mãi trên trận địa. Câu 17 là liên quan đến logic chút xíu làm sao ạ? Câu số 18. Bây giờ ngồi nhớ lại những năm tháng gian khó, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Thiếu gì ạ? Bây giờ ngồi nhớ lại những năm tháng gian khó, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Dạ, chủ vị luôn ạ. Ai đó như thế nào? Ai đó như thế nào thì chưa có. Vậy trước khi thêm ai đó như thế nào thì chúng ta phải đặt dấu phẩy ạ, như là một thành phần trạng ngữ đặt dấu phẩy. Bây giờ ngồi nhớ lại những năm tháng gian khó, cơm ăn không đủ no phẩy, áo mặc không đủ ấm phẩy, ai đó như thế nào. Ví dụ tôi rất trân trọng với những thành quả hiện tại hay là gì đó, thì cô cứ thêm thoải mái ạ. Câu số 19, nhằm ghi lại di tích lịch sử oai hùng của quân dân Trà Vinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cũng
như để lại hình ảnh truyền thống oai hùng giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau. Vậy câu này thiếu gì ạ? CV ạ? Nhà vậy. Phải. Thì ví dụ như chính quyền Trà Vinh đã cho xây dựng đài tưởng niệm hay cái gì đó. Thì các thầy cô có thể thêm cả cái phần câu vào ạ. Câu số 21 ạ. Câu số 20 là câu logic 21. Những người đã được gặp Hồ Chủ tịch. Thiếu gì ạ? Dạ, thiếu vị ạ. Những người đã được gặp Hồ Chủ tịch thì rất là vui sướng hay gì đó, thì rất là phấn khởi, hay là vẫn còn nhớ mãi, hay là vẫn ghi dấu hình ảnh đó, vân vân. Thì cô cứ thêm ạ. Câu số 23. Qua truyện Kiều vẫy, Nguyễn Du xứng đáng là một đại thi hào trong nền thi ca Việt Nam. Câu số 23 cũng là lỗi logic luôn ạ. 24 là lỗi dấu câu ạ. 25 là lỗi dấu câu ạ. 26 ạ. Ngày nay phải khi khoa học và kỹ thuật đã phát triển những bước dài, phải đem lại bao đổi thay tốt đẹp cho cuộc sống của con người. Thiếu gì ạ? Thiếu gì ạ? Ngày nay khi khoa học và kỹ thuật đã phát triển những bước dài, đã đem lại bao đổi thay tốt đẹp cho cuộc sống con người. Thiếu gì ạ? C. CV. Đúng không ạ? Ngày nay khi mà cái điều đó như thế vậy thì ai đó như thế nào? Thì ví dụ như cuộc sống con người cải thiện hơn hay gì đó vân vân. Khi khoa học và kỹ thuật phát triển bao nhiêu đó vân vân thì như thế đó, ai đó như thế nào ạ? Nguyên cái phần khi này là một cái thành phần trạng ngữ luôn ạ. Có hai trạng ngữ ạ. Câu số 27 ạ. Nhân dịp tôi đến cơ quan X để xác minh lại một số chi tiết của câu chuyện. CV đâu ạ? Có không ạ? Dạ không ạ, CV không có. Phải và ghi tiếp. Ví dụ tôi gặp lại thầy giáo cũ, hay là tôi gặp lại bạn cũ hay gì đó. Cái này cô cứ viết thêm ạ. Câu 34 ạ. Những câu mà con bỏ qua là những câu liên quan đến cái lỗi chưa học ạ. 34. 4 câu thơ tuyệt tác của Nguyễn Du đã thể hiện rõ nét tâm trạng của Kiều. Chủ ngữ đâu ạ? Thiếu. 4 câu thơ tuyệt tác phẩy Nguyễn Du đã thể hiện rõ nét tâm trạng của Kiều. Bỏ từ của đi thay bằng dấu phẩy ạ. Câu 35 ạ. Chúng ta phải những sinh viên dưới mái trường sư phạm. Dạ. Thiếu gì ạ? Vị ngữ ạ. Thêm từ là vào thay dấu phẩy. Câu 37 ạ. 37 cấu trúc cực kỳ quen thuộc ạ. Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh đã thể hiện lòng tin và sức mạnh của mình trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên. Thiếu gì ạ? Chủ, thiếu chủ ngữ, bỏ trong. Câu số 39 gặp rồi ạ. Câu số 40 ạ. Bằng một giấc ngủ ngắn buổi trưa sẽ làm cho tinh thần sảng khoái, nâng cao thể chất và kéo dài tuổi thọ. Thiếu gì thì thế thầy cơ? Chủ ngữ, dạ đúng ạ. Bỏ từ bằng đi ha. Một giấc ngủ ngắn buổi trưa sẽ làm cho tinh thần sảng khoái, nâng cao thể chất và kéo dài tuổi thọ. Câu 41 cũng giống như vậy ạ. Thiếu gì các thầy cô? Chủ ngữ, bỏ với đi ạ. Nghệ thuật so sánh của tác giả đã làm nổi bật vân vân. Câu số 44 ạ. Để kỷ niệm ngày 20 tháng 11, phải với truyền thống uống nước nhớ nguồn, phải tôn sư trọng đạo của người Việt Nam. Chủ vị luôn ạ. Ai đó như thế nào? Ví dụ như là đơn vị tôi hay trường tôi đã tổ chức lễ tri ân thầy cô gì đó, hay là hội thao hay là văn nghệ gì đó. Câu số 46 ạ.
Với con số 35 huy chương vàng, 48 huy chương bạc và 50 huy chương đồng đã phản ánh hùng hồn sức mạnh của thể thao Việt Nam. Chủ ngữ ạ? À? Không có ạ. À. Vậy chỉ cần bỏ từ với đi ạ. À. Dạ. Yeah. Câu 49 ạ. Những năm tháng ấy phải ở vùng đất giáp ranh này, phải không những chỉ mỗi một anh mình, một anh ta, một mình anh ta, một mình anh ta để kiếm kế sinh nhai, đã bỏ nhà vào tận cái tỉnh cực Nam Trung Bộ. Cái câu này là một câu nguyên văn ở trong một cái bài báo á. Chắc chắn câu này này nó không đúng á. Cái nghĩa của câu này rằng trong những năm ấy ở cái vùng đất giáp ranh này, không phải chỉ mỗi một mình anh ta đã vì cái kiếm kế sinh nhai mà đã vào tận cái tỉnh cực Nam Trung Bộ này, mà dạ mà còn ai đó nữa. Dạ. Mà còn, ví dụ, và còn rất nhiều người ở vùng đó cũng đã bỏ làng ra đi, hoặc là ví dụ như vậy. Mà còn rất nhiều người ở vùng đó đã bỏ làng ra đi. Câu số 50 ạ. Với mức thưởng Tết không cao và giá cả tăng khiến nhiều công nhân không dám mua sắm hay về quê. Câu này thiếu gì ạ? Chủ ngữ ạ? Đây là một cấu trúc quen thuộc ạ. Bỏ từ với đi ạ. Câu số 52 ạ. Sau một vòng dạo phố chợ đêm đã cho phép họ mua sắm một bộ cánh mới khá tươm tất và vừa túi tiền. Câu này thừa là đã cho phép. Sau một vòng dạo phố chợ đêm phải họ sắm sửa được một bộ cánh mới khá tươm tất và vừa túi tiền. Thừa từ nói ạ, cũng sai ngữ pháp và thừa từ nói. Câu số 53. Bỏ từ với ạ, sai do thiếu chủ ngữ ạ. 55 ạ. Cũng giống như vậy ạ, bỏ từ gì ạ? Bỏ qua vì thiếu chủ ngữ ạ. Câu 56 ạ. Bỏ. Không bỏ được ạ. Thiếu gì ạ? Dạ, thiếu CV luôn ạ. Ngày nay phải khi khoa học và kỹ thuật đã phát triển phải thì gì đó như thế nào? Còn nếu bỏ thì bỏ từ khi cũng được ạ. Ngày nay phải khoa học và kỹ thuật đã phát triển. Nhưng trước khi bỏ từ khi đó, phải xác định đó là thiếu CV. Câu 58 ạ. À, 58 bỏ qua. Câu 59 ạ. Qua ôn tập toàn chương đã cho sinh viên hệ thống hóa được phần kiến thức cơ bản của ngữ pháp tiếng Việt. Quen không ạ? Quá quen thuộc. Sai do thiếu chủ ngữ, bỏ qua. Câu số 61 cũng vậy ạ. Câu số 62 cũng giống như vậy ạ. Câu số 65 cũng giống như vậy. Là thiếu chủ ngữ, bỏ từ với. Câu 68 ạ. Quyển sách chạng vạng mà Vi tặng tôi sáng nay. Thiếu vị ngữ ạ. Dù thật hay hay gì đó. Câu 69 ạ. Bằng những nỗ lực to lớn của cán bộ giảng viên toàn trường, trong năm học vừa qua đã đạt được nhiều thành tích trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Thiếu chủ ngữ ạ. Chủ ngữ. Bởi vì có đã đạt được nhiều thành tích, nghĩa là có vị ngữ. Nhưng phần chủ ngữ ở trong đây chưa có.
bằng những nỗ lực to lớn của cán bộ giảng viên toàn trường trong năm học vừa qua, vậy trường đã đạt được nhiều thành tích. Dạ, thêm tiểu trường vào ạ. Câu số 70 ạ. Với tấm lòng yêu mến và trân trọng tuổi thơ, Phạm Hổ phẩy nhà thơ của thế hệ măng non phẩy, người đã viết những bài thơ câu chuyện bổ ích lý thú. Thiếu gì ạ? Vị ngữ và một cấu trúc cũng khá quen thuộc, nhưng người ta lại thêm một chút trạng ngữ vào để làm cho mình cảm thấy khó khăn. Dạ, với tấm lòng yêu mến và trân trọng tuổi thơ phẩy, Phạm Hổ là nhà thơ của thế hệ măng non phẩy, người viết lên, hoặc là chúng ta thêm từ là ở phía sau cũng được ạ. Nếu thêm từ là phía trước Phạm Hổ là thì bỏ dấu phẩy đi, còn nếu thêm ở phía sau thì giữ nguyên dấu phẩy. Phạm Hổ phẩy nhà thơ của thế hệ măng non phẩy là người viết viết nên những bài thơ câu chuyện bổ ích lý thú. Câu số 71 ạ. Chẳng những nhiều thế hệ trẻ thơ yêu quý các tác phẩm của nhà văn Tô Hoài viết cho các em. Thiếu gì ạ? Chẳng những mà còn thiếu vế câu trong câu ghép ạ. Mà nhà văn hay mà ông còn viết cho người lớn nữa. Mà ông hoặc là mà nhà văn, chứ chúng ta không ghi là mà còn viết cho các cho người lớn nữa, mà ông còn. Câu số 72 ạ. Cũng giống như vậy, không những cách mạng cách tháng 8 thành công không những mang lại độc lập, tự do, dạ bỏ thì giúp cho con cái từ C ạ. Tự do cho dân tộc mà nó hoặc là mà nó còn mang lại hạnh phúc gì nữa ha. Cái này cô có thêm vào. Câu số 73. Những dòng nước lấp lánh từ triền đá cao ào ào đổ xuống róc rách len vào khe đá, rồi thong thả bò qua đường trải đá chảy xuống xóm làng. Thiếu gì ạ? Thiếu gì ạ? Những dòng nước lấp lách từ triền đá cao ào ào, nguyên cái phần phía sau là một cái thành phần hỗ trợ để đang miêu tả cái những cái dòng nước thôi. Vậy câu này thiếu gì các thầy cô? Vị ngữ các thầy cô phải thêm vị ngữ, ví dụ như trông thật đẹp hay gì đó, yeah. Trông thật hùng vĩ hay gì đó. Câu số 74 ạ. Mặc dù phải lúc ấy sương sớm mù mịt khắp cả hốc tối, đàn trâu đã thức đứng cả trong chuồng. Nhưng dạ thiếu gì ạ? Thiếu vế câu trong câu ghép. Mặc dù thì phải có nhưng. Dạ, ví dụ nhưng ai đó ha, nhưng tôi vẫn chưa thức dậy hay là cái gì đó. Hay là cô cứ theo ạ. Câu số 75. Cơm phải thức quà riêng biệt của đất nước phải là thức dân của những cánh đồng lúa bát ngát xanh. Câu trúc quen thuộc không ạ? Cơm phải thức quà riêng biệt của đất nước phải là thức dân của những cánh đồng lúa bát ngát xanh. Ở đây người ta thêm sẵn từ là, vậy chắc chắn có ý đồ. Vậy câu này gặp như thế các thầy cô sẽ sửa như thế nào ạ? Các thầy cô phải thêm không ạ, thêm vị thôi ạ. Câu này thêm CV luôn ạ. Vậy nguyên cái phần cớm đó là mới có phần dẫn dắt vấn đề. Và câu đây nếu có cái từ là ở phía sau là một cái phần dẫn dắt, CV sẽ là không có. Còn nếu như là một câu này mà có từ là như thế này là câu không sai. Còn nếu người ta cho các thầy cô sửa là chắc chắn
sẽ có ý đồ. Một cái thầy cô sẽ thêm phần vị ngữ vào nếu như thầy cô coi đó là thiếu vị ngữ, dụ như là trông thật ngon hay là cái gì đó ha. Hoặc nếu thầy cô coi như là một dạng đề ngữ. Đề ngữ thì thầy cô đã được học đó là một thành phần, cũng là dạng biệt ngữ luôn ạ. Nếu như coi như là một đề ngữ thì cái thầy cô sẽ phải tiếp nói dạ. Đó là dạ, đó là dạ. Sẽ coi là đó là một cái gì đó ở phía sau. Vậy có thể cô sẽ thêm nguyên cái phần CV luôn. Đây như là một phần đề ngữ. Hoặc có thể cô coi đó là một câu thiếu vị ngữ thì có thể cô sẽ thêm vị ngữ vào. Ví dụ trông như thế nào đó, hoặc là đáng giá như thế nào đó, hoặc là có ý nghĩa như thế nào đó đối với đặc sản của dân tộc. Còn nếu coi như là một đề ngữ, hoàn toàn có thể là một đề ngữ được, thì các thầy cô sẽ thêm cả cái phần CV ở phía sau vào. Dạ có động, không phải động từ đâu ạ, là quan hệ từ là. Thì nếu như có cho câu này thì con sẽ sửa lại, không có từ là đâu. Dạ. Hoặc nếu có từ là này thì các thầy cô phải sửa lại, làm sao có cái phần vị ngữ. Nhưng câu này nếu mà cho lại thì con sẽ không để từ là ở đây. Bởi vì từ là ở đây các thầy cô sẽ rất là khó để mà xác định. Trong câu này lỗi chính của nó là thiếu CV, bởi vì người ta cho như là một phần khởi ngữ, nhưng nó lại quá mơ hồ ạ. Và không rõ để các thầy cô thực hiện cái phần sửa lỗi. Thì các thầy cô nhìn tiếp cho con câu 76 ạ. Với những công trình kiến trúc nổi tiếng được Liên Hiệp Quốc xếp vào hạng hàng di sản văn hóa thế giới. Câu này thiếu gì ạ? CV ạ. Với những công trình kiến trúc nổi tiếng được Liên Hiệp Quốc xếp vào hạng di sản văn hóa thế giới đây là phần trạng ngữ. Phải, ví dụ như Vịnh Hạ Long được xem là một thắng cảnh hay gì đó, các thầy cô có thể thêm vào một yếu tố nào đó để cho nó phù hợp với nội dung là Liên Hiệp Quốc xếp vào di sản văn hóa thế giới. Câu số 77 ạ. Từ những quả sấu xanh phẩy với bàn tay khéo léo và tinh tế của các bà nội trợ đã tạo nên món sấu đá, một thứ dạy khác dân dã, đậm chất Hà Nội, đậm đà chất Hà Nội. Có vị ngữ chưa? Dạ có rồi, đã tạo nên rồi ạ. Dạ. Câu này thì thiếu chủ ngữ ạ. Với bàn tay khéo léo và tinh tế của các bà họ nội trợ phải, họ đã tạo nên món sấu đá, vân vân. Hoặc chúng ta bỏ từ với đi ạ. Bàn tay khéo léo và tinh tế của các bà nội trợ đã tạo nên món sấu đá, vân vân. Câu số 78 ạ. Để tạo điều kiện cho hành khách đi lại trên các tuyến bay trong nước bằng máy bay của hãng hàng. Dạ. Thêm cho con dấu ngã. Của hãng Việt Nam Airlines. Vậy ở trong câu này đã có CV chưa? Chưa, thêm CV vào ạ. Thì ai đó như thế nào? Thì chúng ta thêm vào. Câu số 79 ạ. Qua hoạt động thực tiễn làm cho ta rút được bài học quý báu. Thiếu, thừa hay thiếu ạ? Thừa, dạ thừa. Qua hoạt động thực tiễn phải, ta rút được bài học quý báu. Thừa từ nói ạ, bỏ từ cho ta. Làm cho. Câu số 82 cũng giống như vậy ạ. Trong tình hình quá phức tạp cho nên chúng tôi không khỏi phạm những sai lầm đáng tiếc. Thừa từ nói ạ. Thừa từ nào ạ? Cho nên, thay cho nên bằng dấu phẩy ạ. Câu số 83 ạ. Ở nước ta phải, với 80% dân cư ở nông thôn, 70% lao động nông nghiệp nông thôn. Thiếu gì ạ? CV ạ. Câu số 84 ạ.
Được phép của các cơ quan y chức năng y tế đã tạm lấy 4 mẫu thuốc đo kiểm tra thì cả 4 mẫu thuốc đều là thuốc giả. Câu này là lỗi thiếu dấu câu ạ. Dạ. Không phải lỗi ngữ pháp đâu ạ. Được phép của các cơ quan chức năng phải y tế. Đã, như vậy là được rồi, không cần thêm gì hết. Câu số 85 ạ. Trước hiện tượng ma túy xâm nhập học đường phải một nơi mà xưa nay vẫn được xem là an toàn nhất bởi vì chỉ có thầy và trò. Thiếu gì ạ? Thiếu gì ạ? Trước hiện tượng ma túy xâm nhập học đường phải một nơi. Nguyên cái phần phía sau là phần giải thích. Thiếu CV luôn ạ. Ví dụ như nhiều phụ huynh lo lắng hay gì đó. Câu số 86 ạ. Qua trận thua tan tác của đội tuyển Thái Lan phải một lần nữa là chứng minh rằng trình độ bóng đá của Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách khá xa so với thế giới. Thiếu gì ạ? Chủ ngữ. Bỏ chứ từ qua là xong ạ. Câu số 87 ạ. Không những đại thi hào Nguyễn Du đã vẽ lên một hình ảnh nàng kiều tuyệt tài sắc vẹn toàn bởi vì ông đã dành cho nàng một tấm lòng yêu thương sâu sắc. Không những mà còn mà ông còn đã làm cái gì đó. Mà ông còn cảm thương hay là gì đó số phận của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến hay như thế nào đó thì tùy cái này cô ạ. Câu số 88 ạ. Từ khi chương trình khoa học và đời sống ra đời đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho con người. Câu này thiếu gì ạ? Bỏ từ khi. Trước khi bỏ từ khi các thầy cô phải làm một nhiệm vụ xác minh là CV ạ. Chủ ngữ ạ. Yeah. Thiếu chủ ngữ các thầy cô cái cần bỏ từ khi đã có chủ ngữ đầy ngủ rồi. Câu số 89 là câu trùng lắp. 90 ạ. Qua sự phát triển của ngôn ngữ thấy rằng bối cảnh xã hội của ngôn ngữ là vấn đề quan trọng. Thiếu gì ạ? Chủ ngữ. 91 ạ. Nhìn về mặt tổng thể của vùng Hoa Lư và kinh đô Hoa Lư, nếu được bảo tồn và giữ gìn sẽ mang lại cho đất nước một nguồn lợi lớn về du lịch. Nếu được bảo tồn và giữ gìn nó. Dạ không ạ, đây như là một phần trạng ngữ thiếu chủ ngữ thôi ạ. Nếu được bảo tồn và giữ gìn nó sẽ mang lại cho đất nước một nguồn lợi lớn về du lịch. Nhìn về mặt tổng thể có vùng Hoa Lư và kinh đô Hoa Lư phải nếu được bảo tồn và giữ gìn nó sẽ mang lại cho đất nước. Vậy nếu được bảo tồn và giữ gìn như là một thành phần trạng ngữ chỉ điều kiện. 92 ạ. Do chính sách mở cửa của nhà nước và lệnh cấm vận của Mỹ được bãi bỏ đã tạo ra những biến chuyển đáng để chúng ta quan tâm. Thiếu gì ạ? Chủ ngữ ạ, bỏ tự do đi ạ. Rồi các thầy cô nhìn như con Ba La Mã. Viết câu theo cấu trúc. Nó có hai dạng. Một, sẽ có câu sẵn cho các thầy cô xác định cấu trúc của nó là gì. Trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ hay là cái phần chú thích ngữ, chủ ngữ hay vị ngữ. Dạng thứ hai, dạng ngược lại là sẽ cho các thầy cô cấu trúc và các thầy cô sẽ viết câu ạ. Sẽ viết câu là trạng ngữ chỉ nơi chốn đến chủ ngữ đến vị ngữ. Đây là câu dễ nhất. Dạ. Chỉ nơi chốn mà. Trên cành cây phải chim hót líu lo. Là nó xong một câu trạng ngữ chỉ nơi chốn vậy ạ. Trạng ngữ chỉ thời gian cũng vậy, hôm nay phải tôi đi học. Quá dễ ạ. Đề ngữ là một yếu tố đưa ra phía trước để nhấn mạnh. Nhấn mạnh chủ thể hoặc là nhấn mạnh về hoạt động hay là nhấn mạnh về bổ ngữ.
Ví dụ tiền vậy, tôi không thiếu. Nhà, tôi có vài căn. Đẹp, tôi có thừa. Đó là thành phần đề ngữ. Muốn nhấn mạnh yếu tố nào, đưa yếu tố đó lên phía trước. Đó. Sống, chúng ta sống làm sao cho xứng đáng. Đó là những dạng đề ngữ. Liên ngữ là những yếu tố các thầy cô sẽ sử dụng từ nói. Nhưng và bên cạnh, song song, đồng thời, để tiếp nối một câu. Dạ. Rút gọn câu thì con đã lược bớt cho các thầy cô rồi ạ. Mở rộng câu, đây là một thành phần các thầy cô tham khảo ạ. Ví dụ như câu gió thổi, các thầy cô sẽ mở rộng. Có từ gió rồi các thầy cô sẽ tạo thành một ngữ danh từ. Ví dụ gió mùa, rồi gió mùa đông bắc, rồi những cơn gió mùa đông bắc, rồi những cơn gió mùa đông bắc đã thổi mạnh vào nước ta như thế nào, vân vân. Các thầy cô cứ mở rộng hết cái câu gió thổi ra để làm sao cho khi rút gọn lại nó thành từ gió thổi thôi. Những cơn gió đầu mùa, những cơn gió đầu mùa, hay là những cơn gió đông bắc, rồi những cơn gió mạnh từ ở phía đông bắc rồi đã thổi mạnh vào miền nam nước ta, vân vân. Thì cô cứ mở rộng thử đến vô cùng một câu xem nó như thế nào. Đây cũng là dạng các thầy cô tham khảo. Vậy các thầy cô có cái phần nghĩa sửa lỗi xong đến cái phần nghĩa, thì cô tiếp tục lỗi thứ hai là lỗi sai về mặt ngữ nghĩa. Trong sai về là mặt ngữ nghĩa, các thầy cô sẽ có hai lỗi lớn. Các thầy cô cứ làm hết tất cả những bài tập ở trong cái phần tài liệu này, và tất cả những cái đề thi con thấy trong đây nó cũng là những cái lỗi mà các thầy cô thấy nó rất là quen thuộc. Ví dụ như cái đề thầy cô thấy có cái câu là thầy Nam phải thầy hiệu trưởng gương mẫu phải tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu, nó cũng giống như vậy. Các thầy cô thấy ở trong đây nó có 2-3 câu thôi, nhưng đó là các thầy cô nhìn nó sang 2010-2011 đến giờ. Dạ, đề thi mới nhất trong cấu trúc 2016-2020 là cái phần lỗi các thầy cô sẽ có từ 4-6 câu, chứ nó không có phải 3-2 câu như ở trong phần cấu trúc đề thi mới. Theo chương trình của Bộ Giáo dục, của cái vấn đề đề thi mới nó phải đảm bảo là nâng cao chất lượng, cho nên độ khó nó sẽ tăng hơn những cái đề thi cái thầy cô thấy ở trong này. Đề thi này nó không phải là một dạng chuẩn đâu ạ, nó đã thay đổi theo cái quy trình mới 2016-2020 rồi, cho nên nó không đơn giản, quá đơn giản như vậy ạ. Rồi cái thầy cô sang cho con cái lỗi thứ hai là lỗi về mặt ngữ nghĩa. Sai về ngữ nghĩa, chúng ta chỉ tập trung vào hai lỗi sai. Sai về hiện thực khách quan. Và lỗi thứ hai là lỗi sai về logic. Logic đây có hai lỗi. Đó là sai về dùng từ, từ không chính xác. Và lỗi sai về chủ thể đối tượng hay gọi là quy chiếu. Dạ, đi về từng lỗi sai một. Sai thứ nhất về hiện thực khách quan. Ở trong phần sai này là do kiến thức, hiểu biết không đúng và không chính xác. Vài nhiệm vụ rất đơn giản, các thầy cô thay đổi thông tin. Con chỉ cho một vài câu rất đơn giản của lịch sử Việt Nam. Ví dụ Trần Hưng Đạo là lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi giặc Minh. Vậy đánh đuổi giặc Minh này có đúng hay không? Không thì phải sửa lại. Còn nếu muốn giữ giặc Minh thì chúng ta thay đổi cái đối tượng. Dạ. Có hai kiểu các thầy cô sửa. Một là thay cái chủ thể hoạt động, hai là sai về cái bổ ngữ, cái đối tượng bị tác động. Sai thứ hai là sai về logic. Logic chúng ta thấy có những thành phần và nhiệm vụ là phải thay đổi cho phù hợp thôi. Trường hợp thứ nhất là dùng từ không chính xác. Dùng từ không chính xác có nhất rất nhiều dạng ở trong đây. Con gom gọn lại, đó là tất cả yếu tố dùng từ không chính xác. Thứ nhất, đó là những cái dạng vế, các vế sử dụng hoặc là những cái từ mà nó tương hợp với nhau, nó không phù hợp. Do lượng mưa kéo dài
thì giữa cái yếu tố tương hợp này nó không phù hợp với nhau. Lượng thì không thể kéo dài được. Lượng thì phải là lớn nhỏ, còn muốn kéo dài thì phải là mùa mưa. Vậy ở đây sử dụng những cái yếu tố liên hợp với nhau, từ ngữ với nhau không phù hợp. Vậy ở đây nhiệm vụ các thầy cô phải tìm ra được. Muốn tìm ra được rất đơn giản, xác định CV đầy đủ hết thì qua đến cái phần ngữ nghĩa. CV không sai thì qua đến phần ngữ nghĩa, xem từ ngữ trong đó nó có yếu tố nào không phù hợp hay không. Do lượng mưa kéo dài nên mùa màng bị thất bát, đây là một câu không phù hợp về mặt ngữ nghĩa. Từ nó không có khớp với nhau, lượng mưa phải lượng mưa lớn. Hoặc là mùa mưa kéo dài chứ không thể nói là lượng mưa kéo dài. Câu thứ hai, đây là câu khó. Bằng một phím đá quý, thì ở đây bằng là một công cụ. Mà công cụ đây, phím đá không phải là công cụ. Phím đá là một cái vật liệu, nguyên liệu để mà chúng ta tác động. Vậy muốn sửa lại một cái nguyên liệu này thì ta phải bằng từ với, thay từ bằng bằng từ với. Hoặc nếu bằng thì phải bằng công cụ như thế nào đó. Dạ. Vậy từ bằng một phiến đá quý không đúng, phải là với một phiến đá quý. Còn bằng phải kết hợp với một phương tiện công cụ chứ không phải là một nguyên vật liệu. Dạ. Vậy ở đây từ cũng không phù hợp. Vậy bằng này phải thay bằng với, hoặc nếu giữ bằng thì phải thay nguyên yếu tố phía sau. Yếu tố nào sửa đơn giản nhất thì các thầy cô sửa. Ví dụ thứ hai, tôi rất băn khoăn, nửa muốn về, nửa muốn ở lại, nửa lại muốn đi luôn. Vậy ba cái nửa này không hợp. Ba cái nửa nó chỉ có 33,33, nó không thể nào 50% được. Cho nên đây chúng ta không sử dụng từ nửa, mà phải sửa bằng từ gì ạ? Vừa. Tôi rất băn khoăn, vừa muốn về, vừa muốn ở lại, vừa lại muốn đi luôn. Vậy thì yếu tố nửa này không phù hợp trong ba cái lựa chọn, cho nên phải thay bằng từ vừa. Yếu tố thứ ba, ví dụ thứ ba, chị ấy đẹp nhưng lao động giỏi. Vậy chẳng khác nào mặc định cho những người đẹp là những người dở, nhưng không được. Đẹp và, hoặc là không những chị ấy đẹp mà còn lao động giỏi, mà chị ấy còn lao động giỏi. Chứ chúng ta nói là chị ấy đẹp nhưng lao động giỏi thì làm có một cái thành kiến gì đó đối với những người đẹp. Thứ tư, tuy khó khăn đến đâu tôi cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhưng, tuy nhưng cũng đúng, nhưng trong cái hoàn cảnh này chúng ta thấy nó không phù hợp. Phải là dù. Dù khó khăn đến đâu thì cái vế của nó mới hợp logic hơn là tùy. Rồi, sử dụng trong trường hợp đó là những dùng từ không chính xác, các đối tượng nó đi với nhau không khớp. Dạ. Thứ hai, dùng từ cũng không phù hợp với phong cách. Đáng lý ra còn một lỗi trong logic là dùng từ không hợp phong cách, nhưng quy đổi lại thì nó cũng là dùng từ không chính xác, cho nên con chỉ để lại như thế này cho các thầy cô dễ nhìn. Ở đây người ta sẽ đặt trong một ngữ cảnh một người lãnh đạo nói chuyện với một cấp dưới nhân viên, hỏi rằng công việc anh như thế nào, đã xong chưa, thì người cấp dưới trả lời như thế là không phù hợp. Công việc thế nào cũng xong, anh cứ vô tư đi. Nếu những người ngang vai thì được, nhưng một người trên và một người dưới vai thì trả lời như thế là không phù hợp. Phải là như thế nào ạ? Anh cứ yên tâm hoặc là an tâm đi. Rồi ví dụ thứ hai là ví dụ sử dụng một từ nào đó nó không phù hợp. Cháu chẳng dám xin cho ông bớt cho nhiều, nhưng quả thật nhà cháu đang hoàn cảnh quá. Dạ, cái từ nào không phù hợp ạ? Hoàn cảnh này nó là một khái niệm rất là trừu tượng, nó không phải là chỉ cho việc khó khăn đâu. Nếu sử dụng như vậy hoàn toàn sai, chứ không phải là không hợp lý luôn, là sai. Nghèo hoặc là khó khăn hay gì đó. Dạ. Đây cũng vậy ha, là những cái từ theo kiểu phong cách, tùy vào trường hợp chúng ta có thể sử dụng được, tùy theo những trường hợp chúng ta sử dụng không được. Bởi vì từ ngữ người ta có thể đánh giá một con người. Dạ. Sử dụng quá nhiều tiếng lóng thì cũng tốt, nhưng trong một cái môi trường thân thiện như thế nào, thân mật như thế nào. Chứ còn chúng ta không mới sơ giao hoặc là những cái trường hợp trang trọng mà sử dụng theo những cái lối bình dân thì người ta sẽ đánh giá thấp.
chúng ta là không biết giao tiếp hoặc là sử dụng từ ngữ quá bổ bạ, thì người ta cũng sẽ đánh giá mình. Trường hợp thứ hai là chủ thể đối tượng. Chủ thể đối tượng này, thứ nhất, hôm nhập ngũ đã là đối tượng zero. Vậy đối tượng zero theo đúng nghĩa quy chiếu của tiếng Việt, nó sẽ được xuất hiện ngay đằng sau dấu phẩy. Đằng này các bạn tôi. Vậy các bạn tôi nhập ngũ không đúng. Vậy ai nhập ngũ ? Tôi. Vậy một là làm cho đối tượng đầu tiên rõ ràng ra thì các yếu tố phía sau giữ nguyên. Còn nếu để làm cho tăng xứng hấp dẫn thì phải tráo vị trí. Hôm nhập ngũ tôi được các bạn tôi tổ chức một bữa tiệc thân mật để tiễn tôi lên đường. Lập luận lại câu cho nó suôn sẻ. Có hai yếu tố, có hai cách . Vậy thì sẽ có rất là nhiều cách, nhưng cách nào dễ thì có thể cô cứ làm. Ở đây ví dụ thứ hai cũng như vậy. Nếu về quê vào mùa rét, vậy mẹ tôi sẽ đan cho tôi chiếc áo len mới. Đây là cách sử dụng theo thói quen tiếng Việt . Nếu về quê vào mùa rét, đây là một yếu tố ẩn danh. Nó sẽ là ngay đằng sau dấu phẩy. Và nó được xuất hiện bởi một đối tượng thứ hai không phù hợp. Cho nên phải thay vị trí lại. Nếu tôi về quê vào mùa rét, mẹ tôi sẽ đan cho tôi chiếc áo len mới. Hoặc là nếu về quê vào mùa rét, tôi sẽ được mẹ tôi đan cho chiếc áo len mới. Rồi tiếp theo ví dụ thứ ba cũng giống như vậy. Sau khi đỗ đại học, tôi được mẹ tôi cho tham quan nhiều danh lam thắng cảnh. Thứ tư cũng như vậy. Thúc sinh cảm thương số phận, Thúy Kiều bỏ tiền cứu thoát nàng và làm vợ lẽ cho hắn. Thì cái đối tượng là thúc sinh bỏ tiền và cứu thoát nàng. Vậy thì làm vợ lẽ cho hắn thì không phải là đối tượng của hoạt động này. Cho nên phải làm sao tráo vị trí lại để cho tất cả những cái hành động phía sau đó cùng một chủ thể. Thúc sinh cảm thương số phận Thúy Kiều là một hoạt động, và bỏ tiền cứu thoát nàng là một hoạt động, và lấy nàng làm vợ lẽ là hoạt động thứ ba. Còn nếu hoạt động thứ ba là làm vợ lẽ cho hắn là hoạt động của một chủ thể khác, nên không phù hợp. Nó phải khớp, giống như cái thầy cô học tiếng Anh cũng vậy. Các cái vế với nhau, nếu là một động từ thì phải khớp với nhau, là một danh ngữ nó phải khớp với nhau, một danh tính thì một cái ngữ tính từ nó phải khớp, tất cả đều nó phải bằng. Còn đây cũng vậy. Ở đây cái chủ thể này nó cũng phải thực hiện như là một đối tượng, như là một đối tượng để thực hiện tất cả các hoạt động này, chứ không tách đối tượng khác ra. Nếu như vậy thì câu đó là câu sai về chủ thể của hoạt động hay là chủ thể của đối tượng. Dạ, cái này cô có theo kịp không ạ? Dạ. Ở đây là đối tượng thúc sinh sẽ thực hiện 3 hành động: thương, bỏ tiền và lấy nàng làm vợ lẽ. Nhưng cái câu với thứ ba người ta đã làm cho sai, làm vợ lẽ cho hắn. Dạ. Cho nên cái hành động thứ ba hành không phải hành động của thúc sinh. Cho nên chủ thể của hoạt động này nó đã làm lệch hướng rồi. Nên nhiệm vụ của thầy cô phải sửa làm sao cho thúc sinh này thực hiện cả 3 hành động luôn. Dạ. Lỗi thứ ba là lỗi sai dấu câu. Sai dấu câu có 3 dạng sai dấu câu, nhưng cái thầy cô tập trung chú ý có một loại là phổ biến nhất. Sai dấu câu. Dấu câu đầu tiên là ngắt câu khi chưa hoàn thành câu. Nghĩa là câu này chưa xong đã ngắt. Nhiệm vụ rất đơn giản, các thầy cô phải nối kết hai câu lại với nhau. Ví dụ một, chế độ kẻ giàu sang áp bức người nghèo khó chấm. Chế độ đó thật bất công, đáng lên án và tiêu diệt. Vậy nhiệm vụ của thầy cô là phải thêm vào, bởi vì câu này ngắt khi chưa trọn vẹn ý. Nghĩa là câu đó thiếu vị ngữ. Nhưng nếu như cho một câu, nghĩa là cho A, B, C hay là 1, 2, 3, 4, 5, 6, thì có một câu mà nó được kết bởi như thế này thì các thầy cô biết ngay đó là lỗi về dấu câu, chứ không phải lỗi về thiếu gì cả. Nhưng phần này hiển nhiên sẽ không cho đâu ạ. Nhiệm vụ là phải nói lại: chế độ kẻ giàu sang áp bức nghèo nghèo khó, thật bất công, đáng lên án và tiêu diệt. Phải kết hợp giữa hai câu này lại với nhau thì bỏ cái từ chế độ đó đi, nó kết cả hai câu . Lỗi thứ hai, không ngắt câu khi trọn ý. Lỗi này các thầy cô sẽ phải
làm ở trong bài tập đầu tiên. Dạ. Và con cũng sẽ lược bớt phần này cho các thầy cô. Đang đi ra các thầy cô sẽ thấy có một đoạn và có rất nhiều chỗ người ta bỏ quên dấu chấm, dấu phẩy. Các thầy cô sẽ phải thêm dấu chấm phẩy vào. Nhưng phần này các thầy cô sẽ được lược bỏ. Chỉ cho các thầy cô làm trong dạng thứ ba. Lẫn lộn các dấu câu và thiếu dấu câu. Lẫn lộn các dấu câu sẽ thầy cô sẽ phải thay đổi. Rất đơn giản. Ví dụ, họ không hiểu cái gì về ưu điểm, cái gì là hạn chế trong nền kinh tế thị trường. Bởi vì thấy chữ cái gì làm người ta đặt một dấu chấm hỏi. Thật ra câu này chỉ là một câu trần thuật. Nếu muốn nó là một câu lời dẫn trực tiếp giữ dấu chấm hỏi, các thầy cô sẽ phải sửa lỗi câu, sửa lỗi dấu câu. Họ không hiểu hai chấm cái gì về cái đó. Nhưng như thế nó cũng chẳng phù hợp. Tốt nhất các thầy cô thay cho con bằng dấu chấm. Rồi ví dụ thứ hai cũng giống như vậy, một câu dài thòn như thế nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là lẫn lộn các dấu câu mà thôi. Trước khi về quê nhà dạy học, tôi đã sống ở thủ đô Nam Vang mấy năm. Tôi hiểu người dân Khmer từ thành thị đến nông thôn muốn cái gì. Thấy muốn cái gì người ta đặt dấu chấm hỏi, thật ra không có dấu chấm hỏi ở đây. Phần thứ tư, làm phần mạch lạc giữa các yếu tố thì phần này các thầy cô cũng sẽ được lược bỏ. Nghĩa là trong câu người ta sẽ không có cái sự mạch lạc, nghĩa là người ta đã xáo trộn rồi. Thầy cô sắp xếp lại cho nó phù hợp. Thầy cô tham khảo thôi ạ. Và sẽ lược bớt các thầy cô thông tin này. Rồi các thầy cô nhìn giúp cho con cái phần bài tập tiếp theo. Dỡ lại cho con cái phần bài tập. Các thầy cô nhìn vào trong cái phần bài tập trước đi ạ. Thầy cô nhìn cho con câu số 12. Dù loài cá sống ở dưới nước nhưng chúng có thể ăn rất nhiều loài động vật nhỏ khác. Dạ. Dạ câu 12 ạ. Dù loài cá sống ở dưới nước nhưng chúng có thể ăn rất nhiều loài động vật nhỏ khác. Vậy câu này có cái gì nó không đúng không ạ? Dù nhưng ạ, ở đây dù nhưng hai yếu tố, hai vế này nó là phần mâu thuẫn với nhau. Vậy xem hai cái vế này là có mâu thuẫn thật sự không? Ở dưới nước nhưng chúng có thể ăn rất nhiều loài động vật nhỏ khác. Vậy yếu tố giữa dưới nước và nhỏ này nó có cái phần mâu thuẫn với nhau không ạ? Vậy chắc chắn từ ở trong cái câu này nó có vấn đề. CV cả hai vế rất chuẩn. Loài cá sống dưới nước là một vế của câu ghép. Chúng có thể ăn rất nhiều loài động vật khác. CV chuẩn. Nhưng từ ngữ không chuẩn. Ở dưới nước nhưng chúng có thể ăn rất nhiều loài động vật trên bờ hoặc trên cạn thì nó còn mâu thuẫn, chứ còn động vật nhỏ khác chẳng có gì là mâu thuẫn cả. Một là các thầy cô sẽ thay yếu tố các loài động vật nhỏ bằng các loài động vật trên cạn thì nó mới mâu thuẫn dù nhưng. Thứ hai, nếu các thầy cô giữ cả hai vế luôn thì các thầy cô sẽ sửa cho con yếu tố dù nhưng này. Dạ. Loài cá sống ở dưới nước và bỏ dù nhân luôn, thay bằng yếu tố và. Loài cá sống dưới nước và chúng có thể ăn rất nhiều loài động vật nhỏ khác. Đó là hai cách để sửa về từ ngữ dùng từ trong một câu. Câu số 17 ạ. Vừa đến cổng nhà phẩy, thằng bé đã vội chạy ra mở cổng đón tôi. Sai gì ạ? À? Dạ, sai về ngữ nghĩa, lỗi gì ạ? À? Lỗi về quy chiếu đối tượng đúng không? Hay chủ thể đối tượng? Vừa đến cổng nhà. Dạ, tôi đã được thằng bé chạy ra mở cổng đón. Hay là mở cổng tới đó thôi. Hoặc là tôi vừa đến cổng nhà.
Thêm từ tôi vào thì yếu tố phía sau giữ nguyên. Các thầy cô 3 chấm không cần viết tiếp. Câu số 20 cũng giống như vậy. Ông lão nhìn con chó phẩy đuôi vẫy lia lịa. Dạ đúng rồi, đuôi nó. Chứ nếu nói như vậy người ta lầm tưởng chủ thể. Dạ. À, đuôi nó vẫy lia lịa. Vậy ông lão không có đuôi đâu. Dạ, ông lão nhìn con chó đuôi nó vẫy lia lịa. Câu số 24 ạ. Đây là câu sai về dấu câu ạ. Về lẫn lộn các dấu câu. Tùy theo loài cây và khí hậu. 2 chấm. Ánh sáng phẩy nhiệt độ, độ ẩm phẩy, cây có thể chỉ ra hoa một lần rồi chết hoặc ra hoa nhiều lần. Sử dụng dấu như thế là không đúng. Vậy sửa như thế nào mới đúng ạ? Vậy ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm đó là cái gì ạ? Đó là thành phần chú thích. Chú thích cho cái gì ạ? Cho khí hậu. Chú thích ngữ cho phần khí hậu. Và phần chú thích ngữ này hoàn toàn có thể để như vậy, nhưng nếu nó ở cuối câu. Còn nếu nó ở giữa câu thì làm cho người ta rất là nhầm lẫn. Cho nên tốt nhất bỏ ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm. Nghĩa là khí hậu có rất nhiều yếu tố, nhưng người ta muốn đề cập, nhấn mạnh ba yếu tố ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm thôi. Cho nên ba yếu tố này các thầy cô để trong dấu ngoặc đơn. Tùy theo loài cây và khí hậu mở ngoặc đơn ra. Ánh sáng, nhiệt độ. Ánh sáng phẩy, nhiệt độ phẩy, độ ẩm phẩy. Cây có thể chỉ ra hoa một lần rồi chết hoặc ra hoa nhiều lần. Đó là thành phần chú thích ngữ trong cái phần của trạng ngữ. Vậy sau cái phần dấu ngoặc đơn đóng lại là phải có dấu phẩy để tách. Đó là một cái thành phần biệt lập, bởi vì nó nằm ở trong cấu trúc của trạng ngữ mà, cho nên bắt buộc nó phải dấu phẩy. Mà bởi vì nó đi cùng với phần chú thích ngữ này nữa, cho nên muốn gì muốn nó cũng phải có dấu phẩy à. Câu số 25 ạ. Xin bạn đọc miễn hỏi những bài thơ của các danh sĩ xưa khắc trên đá còn hay mất. Dạ, dấu hỏi sai ạ. Nhiệm vụ ạ. Sửa như thế nào ạ? Bỏ hỏi thành chấm. Bỏ dấu hỏi thành chấm trong câu 25 ạ. Câu số 28 ạ. Câu 25 là câu trần thuật ạ. Câu 28 ạ. Bọn trẻ kéo đi nhưng con hẻm nhỏ trở lại yên ắng ạ. Dùng từ nào không chính xác ạ? Nhưng ạ, đó là sai về mặt ngữ nghĩa, dùng từ không chính xác. Khi đi thi các thầy cô mới ghi là sai ngữ nghĩa hai chấm hoặc là phẩy cũng được, dùng từ không chính xác rồi các thầy cô mới sửa ghi chữ nhưng, gạch mỗi tên ra thành chữ và, không cần viết hết câu ạ. 29 ạ. Những ly kem nhiều màu sắc luôn làm các em trẻ nhỏ thích thú. Nó giống với lỗi dùng từ không ạ? Nó hơi giống giống với lỗi dùng từ, nhưng mà nó nằm ở trong cấu trúc lỗi sai câu. Cho nên các thầy cô phải báo lỗi câu. Các em trẻ nhỏ, sử dụng từ không chính xác, các em nhỏ thôi ạ. Sai về mặt ngữ nghĩa, dùng từ không chính xác. Câu số 30 ạ. Cũng không, dạ, ghi là logic ạ. Sai về mặt ngữ nghĩa, sai logic, dùng từ không chính xác. Còn nếu không ghi là dùng từ không chính xác luôn cũng được. Câu số 30 ạ. Cha chúng tôi mắc phải một cơn bạo bệnh, tuy không nặng lắm nhưng phải chữa trị ngay. Có cái gì sai không ạ? Bạo bệnh ạ, mà lại tuy không nặng lắm. Không phù hợp đâu ạ, không logic ạ. Sai về mặt ngữ nghĩa, sai logic, dùng từ không chính xác. Có hai cách thì các thầy cô sửa ạ. Cha chúng tôi mắc phải một. Dạ không có cơn đâu ạ. Tiếng Việt không nói cơn bệnh đâu ạ. Căn bệnh. Dạ. Nếu thầy cô bỏ từ bạo là thay bằng còn nguyên chữ cơn cũng không có điểm nào đâu ạ. Cha chúng tôi mắc phải một căn bệnh, tuy không nặng lắm nhưng phải chữa trị ngay. Đó là một.
Nếu giữ nguyên luôn một cơn bạo bệnh thì ở phía sau phải bỏ gì ạ? À? Bỏ tuy không nặng lắm, nhưng cha chúng tôi mắc phải một cơn bạo bệnh phải chữa trị ngay. 31. Em bé ngạc nhiên nhìn ông già say rượu, tay vuốt bộ râu bạc. Chủ thể hoạt động đầu tiên đó là ai ạ? Em bé. Vậy thì ở phía sau nó, người ta sẽ nhầm tưởng đó là đối tượng, cho nên phải biết rõ ra tay ai ạ? Tay ông ạ. Câu số 32 cũng giống như thế. Chàng dũng sĩ lao về phía con quái vật, mồm ngoác to bằng cái miệng thúng. Chủ thể hoạt động là chàng dũng sĩ, làm cho người ta nhầm tưởng cái mồm của chàng dũng sĩ, nhưng không phải ạ. Mồm nó. Câu số 33 hồi nãy làm rồi, cũng giống như vậy. Câu số 36 sai về dấu câu ạ. Tôi đã đọc nhiều loại báo, phẩy Nhân Dân, Hà phẩy Hà Nội Mới, phẩy Quân Đội Nhân Dân, phẩy nhiều loại tạp chí, phẩy Văn Học, phẩy Sinh Viên, phẩy Quân Đội. Như bữa trước cũng đã làm thực hành rồi ạ. Dạ, tôi đã đọc nhiều loại báo, hai chấm. Dạ. Nhân Dân, Hà Nội Mới, Quân Đội Nhân Dân, chấm phẩy. Nhiều loại tạp chí, hai chấm. Văn Học, phẩy Sinh Viên, phẩy Văn Nghệ, Quân Đội, ba chấm. Câu số 38 ạ. Anh ta đóng cửa xe ô tô lại, ngồi vào trước vô lăng và một nổ máy phóng đi. Anh ta phải ngồi vào trước vô lăng rồi mới đóng cửa xe ô tô lại được. Dạ, nếu đóng lại không biết ngồi hay đứng chỗ nào à. Thế thì cô nào ngồi xe ô tô thì cô thấy ngồi rồi mới đóng được à. Bởi vì nó không giống như cái nhà của chúng ta ha. Dạ, nên bởi vì nó thấp cho nên phải ngồi xuống rồi mới đóng được. Vậy ở đây sai về trình tự, nó vẫn dạng là sai về mặt logic đó. Anh ta đo ngồi vào trước vô lăng, phải đóng cửa xe ô tô lại và nổ máy phóng đi. Cũng là dạng vô logic, gọi là trình tự. Trình tự, cái này cô có thể thêm cho con về cái yếu tố trình tự. Câu số 42 cũng giống như vậy, logic luôn. Họ úp cái nón lên mặt, nằm xuống, ngủ một giấc cho đến chiều. Ngồi thì không thể úp được ạ. Ngồi thì chỉ có thể đổi thôi ạ. Còn úp thì phải nằm thì mới úp được ạ. Họ nằm xuống ha, rồi mới úp cái nón lên mặt. Dạ. Câu số 42 cũng là trình tự logic luôn, cũng là dạng logic luôn ạ. Nó không sai về ngữ pháp đâu ạ, nó chỉ sai về những cái ý nghĩa trong đó, nó không được rõ ràng thôi. 43. Sai gì ạ? Dấu câu ạ. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao lão không muốn bán mảnh vườn ấy, là một câu bình thường trần thuật. Mặc dù lão đang rất cần tiền. Nếu không có thể cô nói hai ý này lại với nhau cũng được. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lão không muốn bán mảnh vườn ấy, mặc dù lão đang rất cần tiền. Chấm. Để nói giữa hai vế lại, có một dấu chấm là xong. 47 ạ. Từ ngày gì đến dạy ở trường này, các em học sinh đều làm tôi hài lòng. Sai gì ạ? Từ ngày đến dạy ở trường này, ai dạy vậy ạ? Dạ tôi chứ đâu phải các em học sinh đâu. Từ ngày tôi dạy đến trường, tôi dạy ở trường này, các em học sinh đều làm tôi hài lòng. Sai về ngữ nghĩa, sai về logic chủ thể đối tượng. Câu số 48 sai về dấu câu ạ. Lão Hạc ơi thì giữ nguyên, hoặc có thể thay bằng dấu phẩy cũng được. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lão không muốn bán con chó vàng của lão, dấu chấm bình thường. Câu số 51 ạ. Thầy em không cao lắm, dáng người tầm vóc. Ở đây hình như thấy có cái logic sai về mặt ngữ nghĩa. Tầm thước, tầm thước là người vừa vừa. Còn nếu như muốn giữ tầm vóc thì các thầy cô phải sửa: thầy em cao lắm, dáng người tầm vóc. Còn nếu thầy em không cao lắm thì dáng người tầm thước.
54 làm rồi. 57 á. Em xin đơn cử vài ví dụ minh họa sau đây. Có điều gì nó sai sai không ạ? Dạ đơn là mang sau vài được ạ. Em xin đưa ra vài ví dụ minh họa sau đây. Còn nếu xin đơn cử, đơn cử một ví dụ. Câu 58 ạ. Có giọng nói dịu dàng phải mọi người đều im lặng lắng nghe bài nói của nữ diễn giả. Ai có giọng nói dịu dàng ạ? Nữ diễn giả chứ không phải mọi người đâu ạ. Thì phải nói là gì? Nữ diễn giả có giọng nói dịu dàng khiến mọi người đều im lặng lắng nghe bài nói của cô ấy. Dạ, phải lập luận lại. Hoặc có giọng nói dịu dàng, nữ diễn giả khiến mọi người đều im lặng lắng nghe bài nói của cô. Dạ, có kịp không ạ? Có nghe theo kịp không ạ? Dạ, còn có một buổi nữa thì cô cố gắng ạ. Dạ. Câu 60 ạ. Những đứa trẻ chẳng hiểu sống bắt đầu từ đâu. Dấu chấm bình thường thôi ạ. Câu số 63. Mũi rẽ sóng đại dương phẩy viên hoa tiêu lái chiếc tàu về phía bắc ạ. Mũi của viên hoa tiêu đúng không ạ? Dạ, mũi tàu ạ. Mũi tàu rẽ sóng đại dương ạ. Câu số 64 ạ. Những nhà doanh nhân rất quan tâm đến các điều luật này. Những nhà doanh nhân không ai nói như vậy đâu ạ. Nhà còn nhân nữa, nhân là người ạ. Nhà là một cái tổ chức nào đó, cho nên chỉ là những nhà doanh nghiệp hoặc là những doanh nhân, chứ không sử dụng nhà doanh nhân đâu ạ. Sử dụng nghĩa như vậy là nó khập khiễng, không tốt, không chính xác. 66 làm rồi ạ. Câu 67 ạ. Sai dấu câu ạ. Phía đông phẩy một mảng trời trong vắt. Bỏ dấu phẩy ạ. Phẩy mặt trời ló ra chói lọi. Bỏ dấu chấm phẩy luôn ạ. Trên những chòm lá bưởi lấp lánh trông thật là đẹp. Dạ, sai dấu câu ạ. Phía đông một mảng trời trong vắt phẩy. Mặt trời ló ra chói lọi trên những người đó. Bỏ hai dấu luôn. Một dấu phẩy và một dấu chấm phẩy. Phía đông phẩy một mảnh trời trong vắt phẩy mặt trời ló ra chói lọi trên những cái chòm đá bưởi gì đó. Rồi, dạ, theo kịp không ạ? Phía đông phẩy một mảng trời trong vắt, bỏ dấu phẩy giữa mảng trời với trong vắt đi. Rồi giữ dấu phẩy bình thường, rồi mặt trời ló ra bỏ dấu chấm phẩy đi, rồi hết. Cái này cô nhìn cho con câu 81 á. Mắt đăm đăm nhìn ra cửa bể. Ta thấy là mắt này của ai ạ? À? Là mắt này của ta đúng không ạ? À? Không phải đâu, mắt này của Kiều á. À. Mắt đăm đăm nhìn ra cửa bể, Kiều buồn bã nghĩ tới. Nhưng nếu như cái thầy cô dựa vào cách mình sửa mà quy ra lỗi thì không đúng. Cho nên trước hết chúng ta phải xác định lỗi trước khi cái thầy cô sửa lỗi. Mắt đăm đăm nhìn ra cửa bể, ta thấy Kiều. Vậy cái đối tượng của cái đôi mắt này là của Kiều chứ không phải là của ta. Câu này sai về mặt ngữ nghĩa, về chủ thể đối tượng. À, bỏ từ ta đi, hoặc là mắt Kiều. Mắt Kiều đăm đăm nhìn ra cửa bể, ta thấy Kiều buồn bã gì đó. Hoặc là mắt đăm đăm nhìn ra cửa bể, Kiều buồn bã nghĩ đến. Bỏ từ ta thấy luôn. Dạ, hết rồi ạ. Dạ, nhìn tới nhìn lui có 90 câu nhưng mà cũng rất là gọn gàng à. Cái này cô về xem lại, sửa lại. Có gì thắc mắc thì tuần sau chúng ta tiếp tục. Tuần sau các thầy cô xem giúp cho con cái phần đoạn. Không biết bữa trước có gửi chưa. Đoạn và văn bản, chúng ta sẽ đi nhanh về phần đoạn văn bản và con sẽ cho các thầy cô vài chủ đề chúng ta có thể về chuẩn bị. Còn một số câu nữa thì nó cũng giống như vậy thôi, để nếu có thời gian thì con sẽ cho các thầy cô đi lướt nhanh vài thêm. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui nó cũng có bao nhiêu dạng đó thôi ạ, không có dạng khác đâu. Dạ,
phần này cũng nhẹ nhàng thôi đúng không ạ? Dạ. Con đã bỏ qua cái phần biên tập đoạn và bài cho các thầy cô rồi, chỉ còn có câu thôi. Thầy cô cứ lặp đi lặp lại có trăm câu như thế thì hoài nó cũng phải quen thôi ạ. Nếu muốn đi thi nó cũng có bấy nhiêu đó thôi. Dạ, con chào các thầy cô ạ.